Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì mình đã rất là may mắn luôn các bạn ơi, vì mình đã làm bạn được với tổng cộng là 3 loài khủng long nha. Lần lượt là một em Dimorphodon nè. Bây giờ thì mình đang cho em nằm ở trên cái bàn chứ không thôi, em bay lung tung thì bay vô cái thanh niên khủng long bảo chúa này là mệt đó. Tiếp theo đó thì sẽ có một cái nhóc khủng long cực kỳ ngầu, có tên là Diabloceratops. Em này thì hôm qua đã đồng hành cùng mình và gần như là gánh tem khi mà đối đầu với khủng long bạo chúa luôn á các bạn. Rất là dữ ha. Và hôm nay chắc chắn em sẽ là trợ thủ đắc lực cho mình cho mà xem. Và không thể thiếu đó chính là em khủng long đầu tiên, có tên là Struthimius. Em này thì hiện tại thì chắc mình để nhà quá. Tại vì em ngoài cái việc chạy mắc cười ra thì em chiến đấu không được mạnh cho lắm các bạn ơi. Ê, mình sẽ thử cho khủng long bạo chúa ăn coi. Vẫn không ăn các bạn à, cay thiệt luôn á. Trong khi á, mình chỉ có thể thuần hóa khủng long bạo chúa bằng cách duy nhất thôi, đó chính là qua đường bao tử các bạn. Ui, ủa, ủa sao tự nhiên này hiện vậy? Ô, ôi, tự nhiên này khủng long hiền lắm các bạn ơi. Ôi, bữa nay khủng long bạo chúa chậm tính rồi. Trời đất ơi, nay chắc trời mưa quá. Thôi, tạm thời để thanh niên bạo chúa đó ngồi trầm tư suy nghĩ đi các bạn. Mình sẽ bắt đầu chế tạo một ít đồ trước khi chúng ta lên đường để đi tìm nguyên liệu cần thiết và chế tạo máy móc trong việc nghiên cứu khủng long nữa, hóa thạch khủng long nữa. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước cho mình một cái ba lô bình thường ha. Đây chính là một món đồ mình nghĩ sẽ rất là hữu ích trong những chuyến đi xa các bạn. Mình cần chứa thêm đồ và không thể thiếu là những cái nâng cấp để giúp cho cái ba lô này nó có thể chứa được nhiều đồ hơn. Ok, đi xuống dưới và chúng ta sẽ nâng cấp cái ba lô lên nha. Đây, cho vô. Ủa, để vô bàn hả, hình như cái ủa đúng rồi. À, cần thêm một da nữa, trời đất ơi. Hết hồn hết día. Đây, cho vô. Nâng cấp lên ba lô bằng bạc trước nè. Ô, bằng sắt trước. Ê, nhưng mà như mình thiếu hết một da rồi. Chạy ra cánh đồng săn bò thêm mới được. Kiếm da các bạn. Ok, có da luôn. Sau đó trở về nhà và nâng cấp lên cấp độ tiếp theo, đó chính là bằng vàng. Ê, mình có nên làm cái ba lô kim cương luôn không ta? Mình có 11 viên mà làm ba lô kim cương thì nó phí quá. Hết kim cương luôn á các bạn ơi. Ok, tạm thời thì vàng mình thấy cũng tương đối ổn rồi. Kế đến thì mình muốn chích ra đâu đó cỡ hơn phân nửa số lượng kim cương mình có, để mình có thể làm một cái vũ khí các bạn. Cái này thì có vẻ là hơi mắc, nhưng mà thiệt sự là mình muốn thử lắm luôn á. Đây, công thức làm ra nó thì trước tiên mình sẽ cần có một cái được gọi là binding string. Đó, đặt nó chính giữa ha. Kế tiếp đến, mình sẽ làm một cây kiếm kim cương giống như bình thường thôi. Và từ cây kiếm kim cương này, mình sẽ nâng cấp nó lên theo công thức giống như vậy. Đấy, mình sẽ được một cái cây kiếm kim cương có diện mạo đẹp hơn nè. Nhưng mà hình như nó còn có thêm kỹ năng nữa các bạn ơi. Đúng không ta? Ủa, không có thêm kỹ năng hả? Yêu, nó chỉ được cái dài hơn thôi hả? Trời ơi, thôi xong rồi. Yêu, mình bị bịp rồi các bạn ạ. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Thôi lỡ rồi. Tôi như gán thêm vài viên kim cương để kiếm thêm một ít sát thương ấy các bạn. Phần của mình thì đã xong. Bây giờ thì sẽ tới lượt của khủng long. Mình sẽ mở cổng cái đã. Ok, mở cổng ra. Sau đó thì mình sẽ cho Diabloceratops đứng dậy. Ấy chưa, hay là mình thử làm cái rương ta. Đúng rồi, hình như khủng long cũng có thể gắn được cái rương ở trên người ấy. Đây, mình sẽ làm một cái rương bình thường nha. Rồi, thử coi có gắn được hay không đi. Ủa, không được hả? Vậy là không gắn rương được rồi các bạn ơi. Tiếc nhờ. Mình cứ tưởng gắn rương được cái mình sẽ cho em có gì mang đồ theo tiếp mình đó các bạn. Nhưng mà không sao, mình có ba lô rồi nên chắc việc không gắn rương cũng không ảnh hưởng gì nhiều đó. Trời gần tối hả ta, không sao. Nay mình đã có ba lô rồi các bạn ơi.
đi ban đêm luôn cho nó chắc ha. Rồi đứng dậy đi cưng. Yeah, từ từ khúc này cẩn thận. Lỡ ngỡ là thanh niên bảo chúa cạp liền. Không có đùa. Rồi đi ra ngoài. Hả? Rồi xuống cái nha. Ủa hồi nãy sao em này bị đứng vậy ta? À không, em giật mình thôi. Trời ơi, la nhỏ nhỏ thôi, nhỏ giật mình kìa. Thanh niên bảo chúa nè. Thiệt cái tên. Rồi lên đường thôi nào em khủng long. Bữa nay thì mình và khủng long sẽ đi tìm một cái vùng đất mới đi các bạn. Chắc là sẽ là cái vùng Savanna. Tại vì vùng đó mình có tìm hiểu, các bạn cũng có thêm khủng long đó nha. Được ấy, được ấy. Hướng đi thì mình sẽ dẫn đi về hướng này đi. Nhưng mà nói chắc cũng phải ngủ giấc các bạn. Cho chắc cứu rồi đó. Hy vọng là trên đường tìm cái vùng Savanna thì mình cũng có thể tìm luôn cả được cái vùng đầm lầy ha. Sau đó săn thật là nhiều slime rồi trở về. Ê cái gì đây? Thánh thần ơi, cái thế giới của mình sao lỗi tùm lum hết trơn vậy? Ủa? Ủa? Ê, gần nhà mình cũng có khủng long nữa kìa. Hả? Hình như là chung giống loại với em khủng long của mình luôn. Ngoài ra mình cũng có thể chế tạo một thứ rất là đặc biệt nha. Hình như là phải tốn một viên kim cương đó các bạn. Đây, đó chính là Inspected Spyglass ha. Đây chính là cái ống nhòm giúp mình có thể quan sát được khủng long từ xa và biết được thông tin của loài khủng long đó luôn các bạn ạ. Mình thấy khá là tiện lợi, thế nên là phải đầu tư mới được đó nha. May quá em khủng long ngoài này chưa có đi mất. Rồi đứng trên này dòm xuống thôi. Mình chắc chắn là đồng loại của em khủng long cho mình luôn á. Nè, em là Diablo Ceratops nhưng mà là giống cái các bạn ơi. Còn cái em của mình á là giống đực. Hèn gì kích thước mình thấy nó hơi chênh lệch một xíu á. Ôi, tình cờ vậy. Được được, cưng sắp có bạn đời rồi Diablo Ceratops. Mình sẽ cho em ở đây ha. Sau đó thì mình đi cắt cỏ. Ok, cắt cỏ cho khủng long ăn các bạn ơi. Không biết là có thành công hay không đây. Hôm qua mình cũng mất một khoảng thời gian mới dụ được em Diablo Ceratops. Hy vọng là các em này cũng vậy á. Mà hên thiệt chứ, em tự xuyên không tới gần nhà mình luôn các bạn. Em tức giận, em tức giận. Gì vậy? Ui sao em này nóng tính vậy? Ui không ổn rồi các bạn ơi, em này nóng tính lắm luôn á. Rồi, tôi xong rồi. Ấy da, au. Ui, không dễ tí nào. Còn gì không vậy? Ôi xong rồi, thù dai vậy. Ui nữa rồi, lại tức giận rồi. Eo no. Ủa sao hôm qua mình thần hóa khủng long dễ lắm mà ta? Cái gì? Ở kìa. Trời đất, hay là em đang ăn mình lại, mình mớm thêm cái em khó chịu ta. Ê, không được, mặc dù hơi khó nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng các bạn. Giai đoạn này mình chưa có hồi sinh được khủng long, nên là có những khủng long mà du hành thời gian về đây á, mình phải trân trọng nha. Thuần hóa được là mình sẽ tranh thủ thuần hóa. Ok, anh đi cưng. Ok, để xem em chịu ăn đồ ăn của mình dục ra hay không nha. Ủa có vẻ em đang ăn các bạn ơi. Một stack cỏ của mình kiểu gì cũng sẽ thuần hóa được em này cho mà xem. Ok, đứng từ xa và quan sát thôi các bạn. Kìa. Đúng rồi, ăn đi cưng. Cỏ ngon của vùng này đó. Ồ đúng rồi, ăn thêm đi. Ăn mạnh lên. Em ăn ngấu nghiến luôn các bạn ơi. Được quá. Em ơi, sắp có bạn đời rồi. Mình sẽ dẫn cái em Diablo Ceratops lại đây để quan sát ha. Đi rồi. Đứng dậy đi cưng. Ok. Rồi, đứng từ xa dòm bạn nha. Thích quá. Ôi, không biết sau này mình có thể nhân giống khủng long được không ta? Quay. Đây là một ý tưởng khá hay nha, mai mốt mình sẽ tìm hiểu cách để giúp cho khủng long ghép đôi các bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì chờ đợi các bạn. Nãy giờ vẫn chưa có thấy dấu hiệu mà em đi Diablo Ceratops kia chịu. Ôi trời, ăn xong rồi hả?
Nè đi. Ui em ăn xong rồi. Không được không được, mình phải đổi thức ăn các bạn ơi. Nhiều khi ăn cỏ không đủ đô em á. Mình sẽ thử cắt mấy cái lá đi. Ừ nhiều khi em thích lá cây hơn á. Đó 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 đó. Cứ gình gình như vậy thôi các bạn. Rồi lần này thì mình đã đổi thức ăn ha. Hy vọng là sẽ có kết quả nó tốt hơn. Ui ui. Ồ oh, thiệt các bạn ơi. Có vẻ là em thích ăn lá cây hơn. Bây giờ em mà chịu về đổi của mình là Diabloceratops sẽ là thành viên đầu tiên có cặp đôi các bạn à. Thích quá à. Nào nào. Dạ tính ra mình mất hết cả ngày ở đây rồi đó mà vẫn chưa có làm bạn được với cái em kia các bạn ơi. Khó dã man luôn á. Vậy mà hôm qua mình có một chút xíu thôi mà làm bạn được rồi. Hên thiệt sự. Nay không vẻ, có vẻ là không phải là một ngày hên của mình đó. Thôi nhưng mà mình cũng sẽ kiên trì á. Nói chung cũng lâu mà các bạn. Đâu phải mà dễ đâu. Trời 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 trời. Thôi thôi thôi. Cô bạn cưng. Em đói bụng các bạn à. Nhưng mà thôi để cho bạn gái ăn đi. Trời ơi. Thanh niên đâu không ga lăng gì chơi vậy. Thấy đồ ăn là tươm tướp à. Ui cái nhóc này ăn gần hết thức ăn rồi đó các bạn. Mà vẫn chưa chịu nha. Kì vậy. Ui ăn hết luôn rồi. What. Nè cho cưng nè. Ở đây ăn đi. Anh lên đẳng anh cho bạn ăn tiếp. Trời đất ơi, nguyên một ngày luôn á các bạn ơi. Hôm nay mình không ngủ luôn các bạn. Thức đêm luôn đó. Đợi cho khủng long chịu về đội thì thôi đó. Quá trời quá đất rồi. Khó tính dữ ta. Ừ sẵn tiện test kiếm luôn coi. Cái kiếm này đánh nó có cái hiệu ứng gì kìa. Wow. Ê tính ra cái kiếm mới chế tạo ngon các bạn ơi. Cũng khá mạnh đó nha. Không ổn kim cương của mình đấy chứ. Rồi trở lại với em khủng long nào. Nếu mà ăn hết số lá này mà không chịu về đội của mình thì thôi chắc mình sẽ bỏ qua cơ hội này ha. Mình tí đi về mình tiếp tục sao chứ. Chứ mất thời gian ở đây hoài. Anh thằng ơi vẫn không chịu các bạn ơi. Thôi mình bó tay đó. Hôm nay không phải là ngày của mình rồi. Hết luôn rồi. Thôi. Quá đủ. Đi em ơi. Em nó ăn như cái chiếc ngạm vậy đó. Trời ơi. Rồi và ở đây thì có một cái chiếc xe chở kiện rơm nè. What. Trong rương có hộp giống các thứ ha. Dưa hấu. Ok. Thôi lấy tạm cũng được. Xíu hết thức ăn thì còn có cái chế tạo ăn thêm các bạn ơi. Ôi xa xa mình thấy có cái nhà hay cái gì kìa đúng không. Một cái nhà ở đây vào trên núi nữa kìa. What. Ui biệt thự. Wow. Ê một con. Ui sao giống của bọn cướp dân làng lắm các bạn ơi. Ê càng nha. Còn đây chắc là làng nè đúng không. Đây là một ngôi làng. Oh my god. Để xem coi ngôi làng này còn ai không. Hay là ngôi làng này bị bọn cướp thủ tiêu hết rồi. Mình thấy trống trơ hết trơn rồi các bạn ơi. Ui may quá dân làng vẫn còn. Ê. Em ở ngoài. Vô đây là sập nhà người ta. Có bác bán thịt. Trong này thì có giường ngủ của mấy bác ấy. Ủa bác này sống ở đây một mình đó ta. Hình như bác này sống ở đây một mình luôn. Trời sống một mình mà nhiều kiện rơm vậy. Có một ít cái đồ lặt vặt. Ê có anh người tuyết trên này nữa nè. Ê đã vậy. Hết rồi các bạn. Vậy là cái bác này sống với cả là anh người tuyết á. Ui có sách nữa nè. Hợp lý chứ. Nhà mình đang thiếu sách. Ok mượn nha bác ơi. Mượn nghe. Tặng bác ít gỗ nè. Ok đi thôi các bạn. Ui có chuột. Mày thôi đi. Chờ cho bác ấy đi. Rồi đi thôi không lâu. Mình sẽ qua bên kia để chúng ta hành hiệp trượng nghĩa các bạn. Ừ. Chỗ đó kiểu gì cũng sẽ là của bọn cướp dân làng cho mà xem. Hôm nay mình đã có khủng long. Có thêm vũ khí. Ê. Ôi bọn cướp này mới tiễn thứ dữ về hay gì ta. Nhìn trên đi nó hơi ghê ghê nha. Với lại khủng long mình như đang đói các bạn ơi. Không biết có ăn kiện rơm không ta. Ôi em có ăn kiện rơm. Wow. Có ăn lúa mì không? Để ăn lúa mì thì mình đổi ra lúa mì đi ăn cho tiết kiệm các bạn. Ăn không? Nó trôi. Ok em có ăn lúa mì luôn nha. Được á. Rồi cho em ăn lúa mì đỡ đi. Chúng ta cùng nhau hợp sức nào.
Ok. Cái tên này. Ủa dạ. Giỡn mặt hả? Chiến đấu khủng long. Đúng rồi. Khủng long lo cái thanh niên kia đi. Mình lo mấy thanh niên này. Dạ, ê, mà nó đông nha, nó đông nha. Mà chuối, ôi mà chuối. Đông lắm các bạn ơi. Trời trời trời, khủng long hút kìa. What? Khủng long mình chiến quá các bạn ơi. Ôi, ê, nhưng mà không được bắn khủng long ta nha. Ê. Bắn lén hả? Ôi. Cái con này. Em khủng long quẩy ghê quá các bạn ơi. Ây da. Ây da. Hết. Ôi, cái tên này. Giỡn mặt hả? Đúng rồi. Ui ui. Trời trời, tên này tôi xài pháo bông. Này thì xài pháo bông. Mẹn đất ơi. Khủng long gánh tem các bạn ơi. Quá dữ em ơi. Ăn vô, ăn vô. Ăn vô, ăn vô. Búp. Cái hồ máu là chém mới được. Còn nghiệp em. Nãy giờ chiến đấu quá trời mà không được dưỡng thương là không ổn đâu đó. Ăn uống đi, ăn uống đi. Mình cũng cần phải dưỡng thương nữa các bạn ơi. Ở trong kia còn nhiều lắm. Hay da, căng như dây đờn nha. Rồi, khủng long đã ổn lại rồi. Mình sẽ đi vô trong. Ủa, bậc tổ trường sinh. Wow. Bậc tổ xịn hay sao các bạn ơi. Nó có tên là ảo ảnh á. Lậm luôn. Rồi rồi, vô trong thôi nào. Ê. Hả? Trời đất ơi. Ok, hình như khủng long mình mới trả thù cho mình hay sao các bạn ơi. Ây da, nhưng mà bây giờ mình cần phải lấy lại đồ. Úi da. Đau quá. Úi da. Khủng long tấn công. Trời trời, hắn bắn pháo bông kìa các bạn. Cái tên này khốn nạn thiệt. Này thì chơi khốn nạn nè. Ê, 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 cái tên cầm rìu. Áo, áo. Ui. Đúng rồi, tấn công đi khủng long. Hay lắm. Yêu. Sức chiến đấu của mình bây giờ còn kém lắm các bạn à. Ờ. Trời ơi, mới bị đánh có một hai hit thôi là đi rồi. Phải nhờ tới khủng long. Khủng long hút nó văng lên trên kia luôn rồi. Kinh thiệt chứ. Wow. Thiệt luôn, hôm nay không dắt theo khủng long không biết mình vô đây sống sót kiểu gì luôn á. Xuống đây, người xuống đây. Con ngon thì xuống đây. Chơi mà chơi núp. Ta cũng núp luôn. Con nó lại thiệt chứ. À tên này định làm gì? Đúng rồi, khủng long. Ấy 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 ấy. Hút nó đi. Mình chạy cái gì sao mình lọt xuống đây luôn rồi. Ok ok. May quá, mình cứ lùi 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 lùi. Không lọt vô nhung nham các bạn còn hơn. Không được rồi. Giờ thì mình nên lo cho mình hơn là lo cho khủng long các bạn à. Khủng long vừa trâu mà vừa mạnh nữa. Còn mình thì sức tấn công đã có hạn rồi mà sức phòng thủ cũng không được bao nhiêu. Ok, mình cấu rỉa cho khủng long kết liễu ha. Hợp lý đó. Hai anh em hợp tác chiến đấu các bạn. Rồi, lên đi khủng long. Đúng rồi. Dã man chưa. Ok. À, tầng dưới thì ồ có rương luôn. Ồ. Có lý các bạn ơi. Bên trong. Bên trong hiện tại thì ồ cái này là cái phòng giam hay sao á. Cũng có một ít đồ nè. Mình có thể thay giáp chẳng hạn. Giáp mình nãy giờ cũng hư khá là nhiều rồi. Ồ tính ra khủng long mình cũng tiện á. Em kích thước vừa các bạn nên là chui vô đây lọt tót hết trơn à. Còn trong này thì hình như là một cái thư viện. Ừ, có tên pháp sư. Oh my gosh. Ui da, mấy con vét. Ấy. Dã man thì con vét nó chặt mình một hai hết rồi các bạn ơi. Yêu. Ui. Ôi xong rồi. Chạy thôi. Chạy thôi khủng long ơi. Ôi con này nó định truy sát mình thế gì. Ui thiệt thiệt, nó định truy sát mình thiệt các bạn ơi. Phải chạy đi, dẫn khủng long ra ngoài cái đó. Tính ra nếu mà mình muốn khám phá chỗ đó là mình phải hơi bị rén. Ừ cái gì vậy? Ê, ê, ê. Đâu ra cái đàn zombie vậy? Trời đất ơi. Ok, mình sẽ điều khiển khủng long cho khủng long một cân hết á. Nâng à. Nguyên một đàn luôn các bạn. Hên cho dân làng ở bên trong. Mình ghé qua đây kịp. Ok, mình sẽ cho Diablo Ceratops hồi phục lại. Chắc mình cũng phải ngủ một giấc thôi. Cho trời sáng một tí ha. Hên là nãy giờ không có biến gì đối với khủng long của mình đó. Tính ra là bây giờ mình còn yếu lắm luôn á các bạn à. Mình phải ráng cày thêm
thật là nhiều tài nguyên làm giáp xịn mới được. Chứ bị đánh dài hit là muốn hẹo rồi. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Láo tét, dám bắn khủng long mình hả? Vừa bắn ta thì được, đừng có bắn khủng long của ta. Cái tên này. Ê, còn ta cầm rìu nữa. Đúng rồi, thử hắn đi em. Nice. Lượm thêm được cái vật tổ nữa các bạn. Yêu. Ê. Mấy cái tên ghét ở ngoài thôi mà đã mạnh như vậy rồi, sao mà vô trong cân cái đống tên như vậy được các bạn. Nên là thôi, chắc là phải nhịn nhục thêm một thời gian các bạn à. Đợi một ngày nào đó mình có cái đội quân khủng long nó hùng mạnh hơn, nhất định mình sẽ trả thù cho mà xem. Ừ, hình như trên đỉnh núi có cái danh trại cướp dân làng đấy sao kìa. What? Thì chưa, mình sẽ cưỡi Diablo Ceratops lên núi coi thử coi. Đi vòng qua mấy bên này ha, cho nó dễ. Rồi rồi, bọn này mình nghĩ là mình với khủng long cân được á các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên cần phải cho khủng long hồi đầy máu cái đã, chiến đấu mới xung được. Ok, chuẩn bị nào, let's go. Vô. Ôi da, ôi da, ôi da. Vô em khủng long ơi. Hút, hút tên nào được thì hút, đúng rồi. Em khủng long mình càng thấy ớn thiệt chứ. Ok. Ok. Còn cái tên cầm lá cờ, đúng rồi, sửa tên cầm lá cờ luôn. Cố lên em, hay lắm. Mình sửa mấy cái tên khác cho. Nice, trời ơi, hút văng lên đầu cây rồi. Quá là ghê gớm luôn các bạn ơi. Đấy, mai mốt mình chỉ cần một đội quân Diablo Ceratops thôi, mình nghĩ cũng rất là ổn rồi đó. Còn thanh niên kia kìa, không dám xuống luôn. Tới số người rồi. Tới số người rồi. Gì gì. Xong chưa? Cơ bản hình như clear rồi đó các bạn. Có ai bị bắt cóc không? Có anh Golem các bạn ơi. Ok, giải cứu anh đi. Ủa? Đâu ra tên này vậy? Đúng rồi anh Golem, cho anh trả thù luôn. À còn tên cuối nè, hai tên luôn. Thử đi khủng long. Ây da. Trời, dám bắn khủng long mình hả? Tên này. Ây da. Bắn khủng long nè. Này thì bắn khủng long mình. Ok, nãy giờ em chiến đấu cũng nhiều rồi, nghỉ ngơi rồi ăn uống đi cưng. Mình vô trong mình loot ít đồ cái đó. Coi coi trong này bọn chúng sẽ cất cái gì ha. Biết đâu lại có đồ ngon. Ủa gì đây? Ôi. Thôi thôi thôi. Trời ơi, khủng long đi đánh nhau với Golem. Em định đổ sức cái gì vậy? Trời đất ơi. Anh Golem cũng tính nóng nữa. Đâu chịu thua đâu. Bị quýnh xong là cũng đục lại nhỏ muốn xỉu luôn. Mèn rác ơi. Ôi, trên này còn tên nữa nè. Tiễn dòng xuống dưới đi. Ok, xuống dưới cho anh Golem xử nha. Đấy, hợp lý quá, còn gì nữa. Trên này thì ui quá là bèo luôn các bạn ơi, lỗ rồi. Chiến đấu vất vả mà được con tí xíu đồ à. Ô, xa xa như còn thêm một ngôi làng nữa kìa các bạn ơi. Ê, được rồi chứ. Mình giải cứu thêm anh Golem này nữa đi, rồi chúng ta sẽ đi qua bên làng ha. Mình cũng tranh thủ rời khỏi vùng băng này mới được, đi tới vùng đất khác coi. Thiệt luôn, tính ra bữa nay đi tìm vùng Savanna với vùng đầm lầy, nhưng mà nãy giờ chưa thoát khỏi nữa. Vậy thì không biết khi nào mới có nguyên liệu mang về mà chế tạo đây. Ở cái làng này mình thấy cũng không to lắm các bạn à. Ừ, kiểu bé bé thôi ha. Không biết là bên trong sẽ như nào đây. Ồ, có bác thủ thư nè. Bạn ấy không có bán sách. Eo. Ở đây có gì không? Có rương. Bên này có khối vàng luôn các bạn ơi. Cũng được, cũng được. Rồi. À, còn gì khác không? Cái làng này nhỏ nhưng mà dân làng thì khá là đông đúc nha. Trời ơi, có kim cương luôn. What? Nhỏ mà có vỏ là đây chứ đâu. Quá dữ luôn. Ôi, ở dưới còn nữa cơ. Được á, gửi khủng long đi xuống dưới coi. Đây nè, đây nè, hình như cái nhà này nhà của Thoren nè. Có cái rương lộ thiên các bạn, dấu hiệu nhận biết. Đó. Biết rồi. Ở đây. Ồ, hết kim cương rồi. Nhưng mà không sao, có thêm hắc diệm thạch, một ít táo các thứ nè. Cũng tạm ổn ha. Gần đây còn nhà bác Thoren nào khác không ta? Có vẻ là hết nhà bác Thoren rồi các bạn ơi. Cái làng này được hai nhà bác Thoren thôi là cũng khá là ok la rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ chợp mắt một xíu đi nha. Đồng thời lấy thêm thức ăn ra cho khủng long ăn nữa. Đây rồi.
Hình như tới sa mạc hay sao rồi các bạn ơi. Ừ, sa mạc thì cũng hay thường gần cái vùng savanna lắm. Được á, ở bên kia phải không ta? Ồ, được á, đi qua bên kia thử đi các bạn. Ôi trời, bên kia có tê giác nữa kìa. Wow, vùng này có nhiều tê giác vậy. Ngoài tê giác ra thì còn có khủng long không? Hơi thất vọng một xíu rồi các bạn ơi. Cái vùng này không phải là savanna rồi, nó là một cái cánh rừng à. Trời ơi, quê sệ. Ôi trời, gì đây? Thú ăn kiến hả? Đúng không? Ờ đúng rồi, đây là thú ăn kiến này các bạn. Có cái mỏ khá là dài luôn á. Wow, mới lạ nha. Phía bên này thì cũng không phải là một cái sa mạc bự nữa, sa mạc chút xíu à. Tu cà na rồi. Bây giờ mới thực sự là savanna hay sao này các bạn ơi. Ok, mình sẽ cho khủng long ăn no bụng cái ha, rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nào. Quay quay, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng tới. Ủa, có bí ngô nữa. Ồ, được, mình sẽ lấy một ít bí ngô mang về làm giống các bạn. Ủa, nhưng mà savanna sao lại có cây hoa anh đào ở đây nữa là sao ta? Ờ, leo lên coi thử coi. Ủa thiệt, ở đây có nhiều cây sim ga. Hả? Ờ, ở đây còn có khủng long nữa. Uầy, ôi hình như đây là xứ sở khủng long hay sao. Ôi trời. Ê, một loài khủng long ăn thịt. Ê, 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 ê. Ẩu người fan, ẩu người fan. Ôi dồi, nó đang săn đuổi mình với cả là Diablo Ceratops kìa. Để mình coi thanh niên đó có tên gì nha. Ủa sao quá, mình không coi tên được các bạn ơi. Yêu, vóc dáng này khá là giống bạo chúa ha, cũng là bạo chúa nhưng mà ở kích thước nhỏ hơn các bạn ơi. Kìa, cũng gầm thét kìa. Đây là Ceratosaurus. Ui, nó tới tận là 120 máu. Em mình 113 máu mà có mặt giáp. Oh my gosh, hiện tại thì mình chưa có tem được mấy cái loài thúng khủng long ăn thịt này các bạn. Nhưng mà các bạn có muốn khủng long của mình solo với thanh niên kia không? À, sao? Ê, nó định tấn công mình trước hả? Ây da. Ui, nó nhắm vô mình các bạn ơi, nó không nhắm vô khủng long của mình. Con này nó biết chọn mục tiêu vậy. Yêu, nó đang dí mình kìa. Ok, khủng long của mình đang hút vô mông nó. Đúng rồi, mình cứ chạy vòng tròn cho khủng long hút vô mông nó thôi các bạn ơi. No 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 no. Sao nó dí gắt gao vậy? À, trời đất. Ôi, ôi, mình vứt nhầm vũ khí rồi. No. Đúng rồi, khủng long. Hay lắm. Em đang cố gắng để cứu mình các bạn ơi. Mình không kịp ăn luôn à. Ây, ây, ây. No, 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 no. Nó mạnh quá. Ê. Ui, ui. Chạy một hồi mình đói là xác định luôn á. Ok, đặt xô nước ra cho nó làm chậm tốc độ lại. Ok. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ê, thành công rồi. Oh, Diablo Ceratops lại cứu mình một mạng rồi các bạn. Hú hồn chim én thiệt. Mấy con khủng long này nó rất là thích tấn công mình nha. Hay là tại do khủng long của mình trang bị giáp nên là bọn chúng sợ ta. Ừ, có thể lắm các bạn. Vậy là ở cái vùng savanna này là lãnh địa của thêm một loài khủng long nữa, có tên là Ceratosaurus đó các bạn. Mười mốt mình mà có đủ đồ để thuần hóa rồi cưỡi á, nhất định mình sẽ quay lại đây và tìm á. Coi kìa. Quay, đây là xứ sở của khủng long rồi. Nhiều loài khủng long ở đây quá các bạn à. Em này là Triceratops hả? Ồ, em này là Triceratops. Đằng kia. Ủa, đằng kia là khủng long gì nữa đây? Hả? Sao giống Triceratops luôn vậy? À, cũng là Triceratops luôn các bạn ơi. What?
Hả? Ceratosaurus không có săn Triceratops các bạn ơi. Có vẻ là sợ hay sao á. Hai loài này sống hòa thuận với nhau luôn. Nè ní. Ví dụ mình lại gần thì có hòa thuận không? Hello. Ui. Ui. Hình như mấy cái loài vật ở mấy cái nhóc khủng long ở đây không hề, không hề thân thiện, không hề thân thiện. Ôi trời. Dí rồi, dí rồi. Ôi mày chuối, ôi mày chuối. Ồ, vậy là mình làm phiền một phát thôi là sẽ bị dí ha. À, kia nữa cơ. Wow, ở đây có thêm một loại khủng long nữa nè các bạn ơi. Nhiều loại khủng long quá. Đây là Basitacosaurus các bạn ạ. À. Một loại khủng long bé xíu ha. Đấy trời. Thích quá. Giờ cái vụ mà du hành thời gian á nên là có khá là nhiều loài khủng long mình chưa có khả năng hồi sinh đó các bạn đã xuất hiện ở cái vùng này ha. Quay nhất định là mình sẽ trở lại đây trong thời gian sớm thôi các bạn à, để mình thuần hóa mấy loài này. Ui dạ, nhưng mà trong tự nhiên thì có vẻ là kẻ mạnh luôn săn kẻ yếu các bạn ơi. Cơ không được rồi, mình ui ho, nó hai con lận các bạn ơi. Ui nó ba con lận. Mình tính ra tay giúp đỡ khủng long bé nhỏ nhưng mà không được. Mình mà ra tay giúp đỡ thì khủng long mình khó bảo toàn tính mạng. Chúng mày chạy đi cưng, chạy đi. Trời ơi, nó săn kìa. À, sẽ có ngày mình sẽ thống nhất tất cả các loài khủng long á, để sống chung với nhau hòa thuận các bạn, không còn vụ săn đuổi gì nữa. Ủa, kia luôn rồi. Wow, ngon. Chúng ta đã tìm được vùng đầm lại rồi các bạn ơi. Quay. Nhưng mà bây giờ ban ngày nên là cũng khó lòng mà săn được slime đây. Nhưng mà làm sao, cứ ăn bệnh trước đi. Và có một cái điều mình thấy khá là hay á, là khủng long có thể bơi các bạn à. Đó nên là qua mấy khúc sông này cũng khá là tiện á. Đỡ phải dắt các bạn. Ê. Ôi trăng Nam Mỹ hay vậy? Con trăng đúng không? Anh thằng ơi. Ê để làm gì, để làm gì? À, con trăng này láo ta. Định tấn công mình thì sao vậy? Ôi, nó tấn công mình đi. Ai? Trời đất, con trăng này. Này thì trăng nè. Bụp nó khủng long. Trời, nó quấn khủng long mình. Này thì quấn khủng long mình hả? Ok, nó đã bị mình với khủng long bụp rồi các bạn. Trời, nó láo thiệt chứ. Hèn gì mình thấy nó ve vãn mình. Thì ra là nó muốn lụm mình các bạn ạ. Ok, ở bên kia thì mỏ dầu hay gì á. Ê, mấy cái chỗ đen đen này hình như là mỏ dầu á các bạn. Và thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện quái vật. Đó, đen thui thui lùi kia kìa. Mình nên săn những con đó ha. Ok, mình sẽ qua và cùng khủng long chinh chiến với nó thôi các bạn. Lại gần. Cầm thét lên. Đợi chưa cần. Let's go. Này thì quái vật. Slug. Đúng rồi, tấn công đi. Hay lắm. Ôi trời, nó đánh mình đau quá các bạn ơi. Ok, khủng long mình đã sơ tái nó thành công. Và chúng ta sẽ có được những cái ta fossil. Yeah. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Còn thêm không? Hết rồi, thường một cái mỏ dầu gì thì sẽ có một con slug thôi. Em khủng long của mình thì đang mất máu nè. Ok, để từ cho em hồi phục lại ha. Và mấy cái quặng này không biết là mình có đào được không nữa. Ở cái này quặng than hả? À, tưởng đâu đây là quặng gì mới chứ. Rồi, và trời cũng vừa sập tối luôn. Hợp lý nha. Qua dùng đầm lại, chúng ta sẽ đi săn slime thôi các bạn ơi. Nhưng mà slime bữa nay có vẻ là không to lắm các bạn ơi. Lít chít. Ồ, nhưng mà nó cũng cho mình khá là nhiều bóng chất nhờn nha. Ok. Thêm một con slime nữa nhưng mà bé tẹo thôi. Ok, săn luôn đi. Ok. Mèo mó có đỡ hơn không các bạn. Rồi, 13 cái bóng chất nhờn. Quay xe được chưa ta? Thôi mình nghĩ quay xe được rồi đó các bạn. Hôm nay đi khám phá như vậy cũng khá là thành công ha. Ngoại trừ việc bị ăn hành ở cái chỗ dùng băng ra thì mình thấy mọi thứ đều rất là ổn ha. Khi mình trở về nhà các bạn thì cái nhóc khủng long đằng kia vẫn còn ngủ say sưa ở trên cánh đồng cơ. Ây da, con Xuân này láo thiệt chứ. Người ta đang dòm khủng long mà bắn cái gì. Trước mắt mình sẽ cho khủng long ngủ ngoài này luôn đi.
Rồi nằm nghỉ đi cưng. Mình sẽ lén lén lẳng đẳng đút em ăn các bạn. Không biết có chịu hay không. Ok. Ui em ngủ say sưa quá các bạn ơi. Mình đút thức ăn mà không thèm ăn luôn. The next day. Ui đây rồi, đây rồi. Yes. Thành công rồi các bạn ơi. Bây giờ em đã chịu về đội của mình. Nice. Đây rồi, dẫn qua cho Diablo Ceratop đực của mình thôi. Thức dậy ông cháu ơi, có bạn gái rồi nè. Trời ơi, đã nhen. Quay lại liền, trời, quá tuyệt vời các bạn ơi. Quá trọn vẹn luôn á. Rồi, dẫn bạn khủng long mới này về nhà ha. Ok, đi qua hướng này đi. Né né cái ruộng ra không thôi là banh cái ruộng mình luôn á. Rồi tạm thời mình sẽ cho khủng long ngoài này đi ha. Rồi hai cưng ngồi đây đi, cạnh nhau tâm sự đi. Đấy. Rồi mình sẽ vô trong và bắt đầu chế tạo thôi các bạn ạ. Công thức để làm ra được cái os này thì mình sẽ cần có thêm lúa mì đúng không? Tình cờ mình có sẵn lúa mì luôn. Xương thì mình cũng còn một ít nè. Rồi bấm công thức một cái, mình sẽ có được tổng cộng là 15 cái organic os. Kế đến mình sẽ kết hợp với một chút redstone, thêm sắt, một chút động. Cuối cùng là mình sẽ lấy thủy tinh ra, là chúng ta đã đủ để làm ra được cái cultivator. Đây, một cái máy mới đã được mình đặt xuống trong cái khu vực làm việc rồi. Trời ơi, nó bự dã man luôn các bạn ơi. Tiếp theo đó, mình sẽ lấy cái DNA của một loài khủng long mà mình đã phân tích được hôm qua ha. Mình sẽ cho vô đây. Cho vô đây ha. Và mình sẽ cần organic os để cho cái máy này nó hoạt động. Đấy, vậy là xong rồi. Hy vọng là lần này mình sẽ thành công nha. Ủa sao giống không đủ vậy? Ừ như không đủ hay sao ta? Không đủ là nó sẽ chạy thêm một cái khác mình mới cho vô ha. Ok, vậy là cái này mình để sẵn vô đây cũng được đó các bạn. Mình chừa hai cái để dành mai mốt mình chế tạo đi. Còn lại mình cho hết vô để cho nó nạp năng lượng á. Và coi coi, chúng ta sẽ có được một cái trứng. Oh, ra là vậy. Ôi, nhưng mà đơn leo Steus hình như là một loài sống ở dưới nước thì phải, đúng không? Mình có cuốn sách nè, có cuốn sách nghiên cứu về khủng long đây nè các bạn. Đơn leo Steus nè. Trời ơi, một loài sống dưới nước hả? Vậy là mình sẽ cần có một cái hồ nha, một cái ao nhỏ nhỏ. Ok, mình sẽ đào một cái hồ hoặc cái ao nhỏ nhỏ ở trước nhà đi. Ok, đặt cái trứng xuống. Ồ, cái trứng này nó nổi trên mặt nước luôn hả ta? Tiếp theo là chờ đợi cho cái trứng này nó nở ra thôi các bạn à. Nhưng mà để an toàn hơn thì mình sẽ cho chỗ này nó bự ra một xíu đi ha. Để trứng nở không có không có văng ra ngoài á. Ui, nở luôn rồi. Trời ơi, mau nở vậy. Đây chính là baby Dunkleosteus nè các bạn. Ôi da, vậy là chuẩn rồi đó, cuốn sách này nó chuẩn rồi nè các bạn à. Sách này uy tín nha. Ừ, nhân tiện mình mới có em Diablo Ceratop mới, mình sẽ chế tạo cho em một cái giáp đi. Đây, bấm công thức của cái giáp. Kèm theo đó là thêm một cái yên để mình còn cưỡi nữa. Ra ngoài và trang bị cho hai em thôi. Vậy là sắp tới, khi mà mình đi khám phá là có thể mình sẽ dẫn theo cặp đôi Diablo Ceratop này luôn á các bạn à. Hay rồi, cặp này chắc là hơi bị mạnh đó nha. Và sau chuyến khám phá này thì mình nhận ra là hiện tại mình còn rất là yếu luôn các bạn ơi. Thế nên là sắp tới chắc việc ưu tiên hàng đầu của mình là tìm cách để trở nên mạnh hơn ha. Rồi sau đó mới thực hiện được cái mục tiêu cao hơn, đó chính là thuần hóa nhiều loài khủng long nè và khám phá được nhiều công trình hơn. Chứ yếu như vậy thì mới một xíu thôi là hiểu các bạn ơi. Còn là phải nhờ khủng long gánh tem thôi. Rồi và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockroot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình hồi sinh cũng như là thuần hóa thật là nhiều loài khủng long trong thời gian sắp tới nha. Bye bye.